Tập 37. Có được Giang Sơn lại mất mỹ nhân, cô ta sẽ không cam lòng. Em cho rằng anh xuất hiện sẽ khiến cuộc sống của em hỗn loạn. Anh đi rồi em rất vui. Tôi cho rằng anh không yêu ai cả, chỉ yêu bản thân anh. Cô đi đi. Tất nhiên anh mong tình cảm của hai ta đơm qua kết trái, nhưng anh cũng hy vọng được người nhà em chúc phúc, như là được lão Bạch chúc phúc. Mạch Hoa ngoan nào, ba phải đi đây. Có mẹ và chú Chu chăm sóc con. Và ngày nữa ba lại đến thăm con. Cô ấy lén mang cái này ra ngoài, cô mang về giúp tôi. May mà Toto chọn anh. Tình cảm của hai ta không thể trở về như 5 năm trước. Bạch thường anh yêu em, chẳng lẽ anh không hiểu máu mủ tình thâm mà. Càng yêu em, sao tôi lại xui như vậy chứ. Yêu em, gặp phải một nửa đêm nửa hôm, đừng ôm nữa, đừng có ôm. Bạch Cập à, tôi nói này đến cửa nhà rồi, tôi bỏ cậu lại đây, cậu tự bò vào nhà nhé. Bạch Cập, anh về rồi, đừng có làm ôm. Ai đấy nửa đêm hôm mà ồn ào, đừng qua đây, đừng qua đây. Tiểu Tùng, cháu làm sao vậy? Không có gì. Dì Trương, cháu giới thiệu với chú, chàng rể thứ ba tương lai. Cậu là bạn trai của Toto à? Chào chú Bạch. Dì nhớ ra rồi, dì có gặp cháu hôm công diễn. Không phải hôm nọ ông và cậu ấy trò chuyện rất vui sao, phải không? Chú Bạch, đây là chàng rể thứ ba của chú. Nhậm Hải Long, Nhậm Nhất Đao, bác sĩ Nhậm. Thế nào, chú hài lòng không? Phải nói là đẹp trai quá đi mất. Hài lòng, rất là hài lòng. Vào đây đi. Nhanh lên, vào nhanh lên. Nhanh lên đỡ vào. Vào đây cho tôi. Làm gì vậy, cẩn thận một chút. Thả xuống đi. Chú Bạch à, cháu xin lỗi, uống say rồi. Đưa điện thoại đây. Lão Bạch, ông làm gì vậy? Đừng xen vào. Sao chú? Đưa điện thoại cậu đây. Của nó nữa, giúp tôi lấy điện thoại của nó. Khoa đã, đi thôi. Chú Bạch à, chú Bạch, ông làm gì vậy? Chú Bạch, chú làm gì vậy? Chú Bạch à, chú làm gì vậy? Chú Bạch, mình nói chuyện được không chú Bạch? Tôi không muốn nói chuyện với cậu, ngày mai tôi xử cậu sao? Ông làm gì vậy? Về phòng ngủ thôi, muộn lắm rồi. Đi thôi. Chú Bạch à, tỉnh dậy đi, ông ấy nhốt chúng ta lại rồi. Tắt đèn đi ngủ. Sao còn sáng quá vậy? Nhị nha đầu, cậu là heo sao lúc này cũng ngủ được? Đến Bắc Kinh rồi. Đến Bắc Kinh rồi. Tôi xin chú ấy giúp anh. Chú Bạch à, chú Bạch, chú mở cửa đi. Chú Bạch, cháu là Cương Tùng. Chú à, chú nhốt một mình Nhậm Hải Long được rồi, chú đừng có nhốt cháu luôn chứ. Chuyện này không liên quan tới cháu. Chú Bạch à, chú mở cửa đi. Nhậm Hải Long nhịn tiểu hết nổi rồi, chú mở cửa cho anh ấy đi. Anh ấy tè ra quần rồi. Lão Bạch, ông mở cửa cho họ đi. Chờ tôi Tô về rồi mở. Ông hạn chế tự do của người ta, họ có thể kiện ông đấy.
Tôi còn có thể kiện cậu ta dụ dỗ cô gái nhà lành đấy. Mặt đầy nếp nhăn, giống em trai của cô Catherine chỗ nào chứ. Bà biết tại sao lúc ở sạp hát cậu ta không dám thừa nhận không? Vì cậu ta thấy quản, nghiêm trọng đến vậy sao? Ông suy nghĩ cho cô Catherine có được không? Nếu không nghĩ cho cô Catherine thì tôi đã đánh cậu ta lâu rồi. Phải, cô Catherine dạy tôi giúp giả, nhưng cũng không thể giao tôi cho tên đó được. Cậu ra thể thống gì? Chú Cương Tùng thì sao chứ, ông nhốt nó làm gì? Hôm qua nó đi đón Bạch Qua với nhị gia đầu, lại đi đâu mất giữa chừng. Nhị gia đầu lo lắng gọi cho tôi, anh ấy về chưa, anh ấy về chưa? Nó cũng giỏi lắm, bỏ đi uống rượu, uống tới say khướt. Mà nó xem còn chưa kết hôn đấy, lỡ kết hôn rồi thì đến mức nào? Lão Bạch nhà mình cũng thông thái thật, nói câu nào có lý câu đó. Ba đứa cô gái gây sự đến mức tôi buộc phải thông thái hơn rồi. Bây giờ tôi gặp chuyện không quản, đến đâu giải quyết chuyện đó, không ai dọa được tôi. Tôi nói cho bà biết, không được mở cửa. Biết rồi. Ông già cứng đầu. Lát nữa ăn cơm xong chị đưa mẹ con em về. Không cần đâu chị, lát nữa bọn em gọi xe về là được. Thôi chị rảnh rỗi lắm. Alo ba, con với Hoa Hoa ở nhà chị. Cái gì? Sao vậy? Tiểu Tùng vừa đi rồi. Tôi bảo nó đến nhà Thực Thực đón nhị gia đầu rồi. Hay chúng ta cùng ăn cơm nhé. Vừa ăn vừa nói chuyện. Dạ được, ăn không vô. Không có hứng. Ba, con đã nói hết những gì cần nói rồi. Còn ông chú, còn chuyện tuổi của anh ấy là do ba không hỏi, đâu thể trách bọn con chứ. Nói chung là con thích anh ấy. Anh ấy tốt với con chỉ cần anh ấy, con phải gả cho anh ấy. Chú Bạch, hôm nọ đột nhiên gặp được chú, cháu không chuẩn bị tâm lý trước nên sợ hãi không dám thừa nhận là lỗi của cháu. Thực ra mấy ngày nay cháu đều nghĩ đến nhà chính thức ra mắt chú và dì Trương. Cậu không cần nói nữa. Cậu lớn tuổi quá, không hợp với Toto nhà tôi. Sao lại không hợp chứ? Với lại có hợp hay không phải do con quyết định. Anh ấy không tốt chỗ nào chứ? Cậu ta lớn hơn con 20 tuổi là không hợp rồi. Con không chê. Anh ấy 40 tuổi rồi nhưng còn ngây thơ lắm. Hơn 40 tuổi rồi mà còn ngây thơ. Ngay cái đầu chứ ngay. Ba à. Ba, con nói thật với ba vậy. Thời gian qua con vẫn luôn ở. Chú Bạch, cháu thật lòng xin lỗi. Cháu lớn hơn Toto 20 tuổi. Cháu biết chuyện này chú khó mà chấp nhận được. Cũng chính vì nguyên nhân này nên cháu mới không dám gặp chú. Cậu không dám gặp tôi, bà dám ở ngoài lừa con gái của tôi à? Ba, con không phải chị cả, con dễ bị gạt chỗ nào chứ? Chú Bạch, cháu biết cháu lớn tuổi hơn Toto rất nhiều. Đúng là sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Những gì chú lo lắng, cháu cũng từng lo lắng. Cháu cũng vì vậy mà do dự rất lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nếu cháu đã quyết định ở bên Bạch Tô thì cháu sẽ nghiêm túc với mối tình này. Cháu sẽ cùng cô ấy đối mặt với mọi vấn đề. Xin chú hãy tin tưởng cháu. Ai mà chẳng biết nói lời hay. Thật là Hoa Hoa, mẹ dẫn con về nhà ông ngoại nhé. Mẹ, dì nói ông ngoại đang giận mà. Đúng vậy, vì vậy mẹ phải dẫn con về dỗ dành ông ngoại. Qua qua vừa ngoan vừa hiểu chuyện, ông ngoại thấy con sẽ hết giận phải không? Phải, vậy mẹ đi dọn đồ nhé. Vâng. Alo ba. Alo cục cưng, con đang ở đâu? Bà nhớ con lắm. Con và mẹ đang ở nhà gì?
Thực ra đàn ông già dặn một chút rất tốt đúng chứ? Tôn Tôn nhà mình cứ như con nít, phải tìm người già dặn một chút đúng không? Cũng đâu cần tìm già khú như vậy. Tôn Tôn như con nít thì phải tìm thêm một ông bố nữa sao? Đã 40 rồi, vài năm nữa eo cong lưng còng, làm sao mà lo cho Tô Tô? Ba yên tâm, anh ấy học y rất chú ý giữ gìn sức khỏe, anh ấy không có thói quen xấu nào hết, còn khỏe lắm. Nếu ba không tin, dành đi, hít đất cho ba em xem. Bây giờ sao? Anh đã nói là sẽ quỳ rạp xuống đất mà, nhanh lên. Được, khỏi phải làm trò, ngồi xuống đi. Chật eo rồi lại ăn dạ tôi. Ba bị sao vậy? Lúc trước ăn cơm với cô Catherine, ba rất vui mà. Ba nói rất thích anh ấy. Bây giờ ba lại chê. Ba nói lời không giữ lấy lời. Tô, ba, con chỉ thích anh ấy, con phải kết hôn với anh ấy. Con chắc chắn phải kết hôn với anh ấy. Chú, cháu rất mong được chú chấp nhận. Nhưng mà nếu tạm thời chú không thể chấp nhận cháu, cháu có thể chờ. Chờ cái gì mà chờ, em không đợi được. Ba, nếu ba không đồng ý con và ông chú. Ba, con về rồi. Chị, sao anh lại ở đây? Bác sĩ Nhậm, anh phải phẫu thuật mà, sao còn chưa đi? Tô, Vũ Đoàn tìm em có việc đó. Em không biết sao? Đúng vậy, Vũ Đoàn có việc gấp tìm con lại quên mất. Ba, bọn con đi nhé. Đi thôi, chào dì Trương. Khoan đã, cô chưa nói xong mà. Đi thôi. Chú à, chú Bạch, cháu. Ba yên tâm đi. Ông chú là người tốt, chuyện này cứ quyết định vậy nhé. Đi thôi, chưa bị ba em nhốt đủ sao? Lão Bạch, lại cao huyết áp rồi phải không? Uống thuốc đi. Không uống, hai người cản tôi làm gì? Tôi đã nói gần xong rồi, tôi phải hỏi cho rõ. Ba, con còn không hiểu Tô sao? Nó giận rồi, cái gì cũng nói được. Ba tin thật sao? Hai người đều theo người ngoài là sao chứ? Tôi mới chừng đó tuổi, sao có thể để bọn nó tùy tiện chứ? Ba đừng giận nữa. Nhậm Hải Long rất đáng tin, anh ấy là người thành thật. Không thì cứ hôm Tô mang hộ khẩu khỏi nhà mình, họ đã đăng ký kết hôn luôn rồi. Tay con lạnh quá. Mệt quá. Ba, sao giờ ba mới tới? Bạch Hoa, mấy hôm nay tôi rảnh nên muốn ở bên Bạch Hoa nhiều hơn. Em không ngại chứ? Không có gì. Cục cưng à, ba dẫn con đi công viên chơi nhé. Vâng, con thích đi chơi công viên nhất. Em đi không? Tôi phải về nhà. Hai ba con đi. Đừng để con bé chơi muộn quá. Cục cưng, hình như mẹ không vui. Làm sao bây giờ? Mẹ, đi với bọn con đi. Con muốn ngồi ngựa gỗ với ba mẹ. Qua, mẹ phải đi làm. Con đi với ba. Mẹ đi mà. Đi mà. Được rồi, đi thôi. Đi thôi, Bạch Hoa cùng ba mẹ đi công viên nào. Đi thôi. Được rồi, chúng ta đều không biết Tô mang hộ khẩu đi. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là Nhậm Hải Long hiểu chuyện. Không thì đã chính thức thành con rể ông rồi. Bảo sao hôm nọ thực về nhà lại chui vào phòng của tôi. Còn nói là tìm bấm móng tay. Nhìn bộ dạng nó đã quen Nhậm Hải Long từ lâu rồi. Nó không chừng nó đã thông đồng với Tô. Bây giờ lại nói mình bận rồi chạy mất. Nó sợ tôi hỏi chuyện nó. Bà xem, con của bà tìm bạn trai như vậy. Nó là chị mà biết được lại không báo. Sao ông lại lui thực vào? Cô bé nói rồi, nó và Chu Cương Tùng có việc. Tôi cũng lạc đề rồi. Ý tôi là Nhậm Hải Long là người đáng tin cậy. Bà mới gặp cậu ta một lần, bà biết gì chứ? Tôi mới gặp một lần. Nhưng ông thấy Tô thay đổi chưa?
Lúc tôi công diễn, với tính cách của con bé sao có thể làm vai phụ cho cô Đặng Ba đó? Nhưng nó chịu làm rồi, còn muốn rất tốt. Chẳng phải ông đã nói rồi sao? Con bé khác xưa rồi. Xem nó bây giờ hành xử cẩn thận, có đầu có đuôi. Là ai nói vậy? Liên quan gì tới Nhậm Hải Long? Đó là công lao của cô Catherine. Đương nhiên liên quan tới Nhậm Hải Long. Không có Nhậm Hải Long, sao Catherine lại về nước dạy một vũ đoàn nhỏ như vậy? Cô ấy không theo đuổi công danh, thay ông dạy dỗ con gái. Tại sao vậy chứ? Thôi được rồi, tuổi tác không phải vấn đề đúng không? Chỉ cần hai đứa nó yêu nhau thật lòng. Ông xem xã hội bây giờ, nam lớn nữ nhỏ, nữ lớn nam nhỏ cũng nhiều lắm mà. Uống miếng nước đi. Ông đấy, hôm nọ ông đẩy cậu ấy vào phòng Bạch Cặp. Chu Cương Tùng say rồi, nhưng Nhậm Hải Long không có say. Nếu cậu ấy muốn đi, cái cửa đó có nhốt được không? Cậu ấy thấy ông là ba của Toto nên mới không muốn ông giận. Nhưng mà cậu ta lớn từ Toto tới 20 tuổi. Lớn hơn 20 tuổi thì sao? Cô Catherine càng lớn tuổi hơn vẫn múa đẹp đấy thôi. Xem di chuyện và họ tốt như vậy, ông phải thấy vui mới đúng. Còn nữa, lão Bạch à, ông là bác sĩ trung y, một bác sĩ trung y xuất sắc, cho cậu ấy uống thuốc bổ gì đó thì chẳng phải sẽ được như trai trẻ sao? Còn Toto nhà mình hiện giờ thay đổi rất nhiều. Tôi thấy có một nửa là công của Nhậm Hải Long. Ông đừng lấy tuổi tác ra chèn ép người ta, cứ bất công làm sao ấy. Vậy hôm buổi diễn, tại sao cậu ta không dám thừa nhận? Vậy nghĩa là cậu ta thấy quả. Là tôi cũng không dám thừa nhận, đã gọi nhau là anh em rồi. Hơn nữa cũng sắp biểu diễn, tôi sẽ không để ông nổi giận, càng không để Toto khó xử. Thôi bỏ đi, con cái lớn hết rồi, tôi cũng không cấm cản được. Chưa kể đó là Toto, tôi không có tư cách cấm cản. Thật sao? Chị à, dì Trương quá tuyệt đi. Chị với dì Trương có dịp đến chỗ ông chú căn gia miễn phí không tính tiền. Em biết rồi. Được rồi, em biết rồi mà. Được rồi, tạm biệt nhé. Ba em không ý kiến nữa. Nhanh vậy sao? Ba nói ba không cấm cản được, vậy tức là đồng ý rồi. Giận quá mới nói không cấm được. Em hiểu tính lão Bạch. Ải hôm nay xem như qua được rồi, chuyện sau này để sau này tính. Anh yên tâm đi, không thành vấn đề, cứ để em lo hết. Vậy sau này em định thế nào? Đơn giản thôi. Nhưng bà chắc chắn bây giờ không thể mang hộ khẩu đi được. Nhưng bà đâu có giám sát em được. Em sẽ nói với bà, nếu bà không đồng ý cho hai ta kết hôn, em sẽ sống chung với ông chú, sau đó sinh con luôn. Em sinh một nam một nữ, gạo nấu thành cơm. Bà muốn cấm cũng không cấm được. Nhà em ba cô con gái em mà sinh cho lão Bạch một thằng cháu béo tròn, lão Bạch sẽ vui lắm. Em ví dụ thôi mà. Lúc ở nhà em cũng nghĩ như vậy có phải không? Thời điểm đặc thù phải dùng biện pháp đặc thù chứ. Toto, ba em là người thương em nhất đúng không? Đúng vậy. Vậy nên em sẽ thuyết phục được ba em. Vậy em dùng cách đó với người thương em nhất, em thấy có thích hợp không? Ba em là người gần gũi em nhất, thương em nhất, sợ em tổn thương nhất trên đời. Ông ấy bao dung em, bảo vệ em vô điều kiện. Mọi nguy cơ tiềm tàng ông ấy đều nghĩ đến, đồng thời dùng hết khả năng để ngăn chặn. Bởi vì đó liên quan tới hạnh phúc cả đời của em. Vậy nên ba em thấy bất an về chuyện này, anh cũng hiểu cho ba em. Bởi vì giữa hai ta vẫn luôn tồn tại khoảng cách tuổi tác, không phải người cha nào cũng có thể thản nhiên chấp nhận. Vậy nên trước khi em muốn ba hiểu cho mình, em phải hiểu cho ba đã. Không thể để ép ba em chấp nhận chuyện này. Em hiểu không? Em hiểu mà. Vậy nên em mới vui vẻ dỗ dành lão Bạch để ba vui vẻ chấp nhận. Ông chú anh tốt như vậy, chắc chắn lão Bạch sẽ chấp nhận anh thôi. Anh cứ yên tâm. Tôi nói sao nào? Một nhà ba người cùng nhau đi chơi, tôi bị kẹt ở giữa. Anh nói xem tôi có đi được không? Tôi không thể đi.
Tuy bây giờ Bạch Cập là vị hôn thê của tôi, nhưng Bạch Qua là con gái của Bạch Đông. Tôi có cấm anh ta gặp con gái được không? Tôi không thể. Chị đến rồi à? Ngồi đi. Bạch Gặp đâu? Cô bé không giận cậu chứ? Không có, vẫn bình thường. Sao hôm nay chị lại đến đây? Trong nhà ổn thỏa hết chưa? Ổn thỏa hết rồi. Dạm Hải Long rất tốt, ba cũng không quá cố chấp. Tôi nghe Bạch Gặp nói Lý Mục Lặc giới thiệu cho cậu một kế hoạch. Bạn cáo Bạch đó đâu? Cho tôi xem thử đi. Ngữ ra đó làm gì? Đi lấy đi chứ. Em ký vào bản cáo Bạch đó rồi. Lúc nãy nhảy nhót khắp nơi, bây giờ ngủ ngon lành. Ngủ rồi. Được rồi, đến nhà tôi rồi. Bạch Gặp, tôi đưa hai mẹ con em vào nhà. Không cần đâu. Ba tôi thấy anh lại nổi giận nữa. Đây. Bạch Qua, Bạch Qua, dậy đi. Bạch Qua, dậy đi, đến nhà rồi. Đến nhà rồi. Qua qua đi thôi, chúng ta về nhà. Con muốn ba cũng đến nhà ông ngoại. Ba không đi đâu. Con và mẹ đi đi, có được không? Con muốn ba đến nhà ông ngoại. Con muốn ba đến nhà ông ngoại. Nào Qua Qua nghe lời. Đi thôi. Con muốn ba đến nhà ông ngoại. Con muốn ba đến nhà ông ngoại. Công chúa Bạch Tuyết bỏ trốn vào rừng, phát hiện ngôi nhà kỳ quái. Trong nhà có 7 chú lùn. Các chú lùn rất thích Bạch Tuyết. Ba, hôm nay con làm có tốt không? Tốt lắm. Bạch Qua làm rất tốt. Ba cho con một đóa hoa đỏ nữa. Vậy thì ba có thể về nhà, không đi nữa đúng không? Đúng vậy. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Các chú lùn rất thích Bạch Tuyết nên giữ cô ấy lại. Hoàng hậu nhờ gương thần mà biết được công chúa Bạch Tuyết vẫn còn sống. Vì vậy bà ta cải trang thành bà cụ bán táo. Cả ngày hôm nay em không nghe điện thoại của anh, cũng không đến công ty. Vẫn chưa ăn cơm phải không? Em biết anh lo cho em thế nào không? Anh đã hứa với em không tìm Chu Cương Tùng. Anh làm gì rồi? Anh có làm gì đâu. Anh thấy gần đây anh ấy làm ăn không thuận lợi, muốn giúp anh ấy. Khu đất xây công viên đó còn chưa được xét duyệt. Anh bảo cậu ấy đầu tư cái gì chứ? Chỉ cần anh ấy chịu đầu tư, chẳng mấy chốc sẽ được duyệt thôi. Nếu mãi không được duyệt thì sao? Vậy bên đầu tư phải làm sao? Anh đối xử tốt với Chu Cương Tùng và Bạch Cập là vì có thể lợi dụng Chu Cương Tùng, có phải không? Em đừng ăn nói khó nghe như vậy. Cả hai bên đều có lợi mà. Anh muốn tổng bộ thấy được năng lực của anh. Sau này anh có làm hạng mục nào họ đều bật đèn xanh cho anh. Vậy thì sao chứ? Anh và Cương Tùng đều là người một nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau. Người một nhà. Anh có nghĩ cho cậu ấy không? Anh có nghĩ đến nguy cơ không? Anh không hề. Anh chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Anh còn dám nói cậu ấy là người một nhà, đang giúp cậu ấy sao? Đầu tư vốn có nguy cơ. Nếu cậu ấy chịu ký tên thì tức là chấp nhận nguy cơ rồi. Anh ấy chấp nhận. Em nói cho anh biết, em không chấp nhận. Lý Mục Lặc, bây giờ em không thể tin anh nữa. Em cũng không thể tán thành cách làm của anh. Chúng ta kết thúc thôi. Chúng ta kết thúc thôi. Em kết thúc với anh rồi thì chuẩn bị bắt đầu với ai? Lục Lục An à? Gần đây em hay tin thân phận của anh ta rồi sao? Lục Lục An à? Anh có ý gì chứ? Lục Lục An tên thật là Neo Cook, là con nuôi của trùm ngân hàng Jock Cook. Em không biết sao. Gần đây vì chuyện Caroline nhận anh ta làm đầu đệ, báo chí nước Mỹ đã đào tra thân phận của anh ta rồi. Em nghĩ anh ta thích em thật sao? Anh ta đang chơi đùa thôi. Nếu không tại sao anh ta không nói cho em thân phận thật của mình, phải diễn vai người làm thuê trước mặt em?
Anh ta đã về Mỹ rồi, em cũng nên tỉnh mộng rồi nhỉ. Sao em không nghĩ xem, số cũng có nhiều con nuôi như vậy, tại sao lại chọn anh ta làm người thừa kế? Anh ta không phải dạng vừa đâu. Thân phận như vậy, ngay cả ngôi sao hội họa như Khát Rau Liên cũng phải đeo bám. Sao anh ta lại chọn em chứ? Sao mà đến lượt của em được? Lúc trước đã bỏ con theo gái, có nghĩ cho hai mẹ con không? Bây giờ còn dám dắt mặt về, giả làm người cha tốt cái gì? Bạch Hoa cũng vậy, gặp anh ta là không chịu buông tay. Con bé đâu có nhõng nhẽo như vậy, dù sao cũng là ba ruột của con bé, máu mủ ruột thịt, gặp mặt tất nhiên phải bám lấy rồi. Phải rồi, lúc sáng gì bảo Tiểu Tùng đến nhà Thực Thực tìm con có gặp cậu ấy không? Tối qua Tiểu Tùng uống say khướt, có phải là do chuyện này không? Hôm nay vì chuyện Tô mà tôi chưa kịp hỏi nó, không đến mức đó đâu. Nhưng bây giờ Bạch Hoa như vậy, con cũng không tiện tìm anh ấy tâm sự. Chỉ còn cách đợi Bạch Hoa đi mẫu giáo, con mới có thể tìm anh ấy nói chuyện. Chuyện này, chú Bạch, cháu thật lòng không cố ý đến làm phiền chú, chỉ là Bạch Hoa, đừng đổ lỗi hết cho con nít. Cậu đột nhiên đến đây lấy lòng, nói đi, suốt cuộc cậu muốn làm gì? Cháu chỉ muốn gặp Bạch Hoa thôi. Cậu và Bạch Cập ly hôn lâu như vậy, cậu có đến thăm nó không? Chú Bạch, lúc trước cháu gặp phải một số chuyện, vậy nên cháu xin lỗi chú Bạch. Cháu thực sự không cố ý đến làm phiền cuộc sống của chú và Bạch Cập. Có thế nào cháu vẫn là ba của Bạch Hoa? Hay là như vậy đi, chú đặt ra thời gian cháu đến thăm Bạch Hoa trong khoảng thời gian đó, có được không? Cứ như vậy đi. Muộn rồi, cậu về nhanh đi. Bạch Thực, tối qua cậu đang nghĩ rằng hẳn là lại đến lúc anh xuất hiện rồi. Không ngờ mới sáng sớm anh đã đến rồi. Gần đây mỗi lần em nghĩ đến anh đều sẽ xuất hiện, cứ như anh chưa từng rời đi. Xem ra anh đã sống trong tim của em rồi. Em có muốn tự lừa mình, dối mình cũng không được.
Thật sao? Em đã nghĩ thông suốt rồi sao? Anh còn cho rằng em sẽ kết hôn với Lý Mục Lặc. Chẳng phải anh vẫn luôn nói với em anh còn hiểu em hơn chính em sao? Em đã yêu anh rồi, không thể nào yêu người khác được. Bạch Thược, anh biết ngay mà. Anh biết ngay em sẽ nghĩ thông suốt mà. Bạch Thược, em làm sao vậy? Sao em lại nhìn anh như vậy? Bạch Thược, sao mình lại có thể chạm vào anh ấy chứ? Nhậm Hải Long, số mấy vậy? Bạch Thược, xong rồi, cứu tôi với. Em làm sao vậy? Em gặp ma sao? Là anh đây, Lục Lục An đây. Em không biết anh sao? Tức gì em biết anh là Lục Lục An? Ngày nào em cũng nhìn thấy anh. Ban đầu em chỉ là nhìn thấy bóng dáng của anh thôi. Sau đó anh nói chuyện với em, nhưng không ngờ hôm nay em có thể chạm vào anh rồi. Tức là mỗi ngày em đều nhớ anh sao? Anh đừng có qua đây. Em không nhìn thấy, em không nghe thấy gì hết. Anh đừng có qua đây. Đi đi. Em không muốn gặp anh nữa. Anh làm em sợ muốn chết. Anh đi đi. Xin chào. Đi đi. Đau không? Đau. Đồ ngốc, anh về thật rồi. Anh về thật rồi mà. Anh về thật rồi. Anh đi đi. Sao vậy? Anh biết ngày nào em cũng nhớ anh. Em có gì mà ngại chứ? Người tôi tưởng tượng ra là Lục Lục An. Anh là Deo. Hai người khác nhau. Anh, Bạch Thược à, là anh mà. Tôi không quen anh. Người tôi thương nhớ mỗi ngày là Lục Lục An. Anh về nhà làm cậu ấm đi. Đi đi. Bạch Thược à, Bạch Thược. Anh đi đi, Bạch Thược. Anh đừng có lừa tôi nữa, Bạch Thược. Anh về nhà làm cậu ấm của anh đi. Bạch Thược à, Bạch Thược. Bạch Thược à, Bạch Thược. Bạch Thược à. Thank you.
相信，我总是这样朝你狂奔去。我已经爱上你了。Em đã yêu anh rồi. Không thể yêu người khác được. Người tôi tưởng tượng ra là Lục Lục An. Anh là Deo. Hai người khác nhau. Hey, Dad. Alo ba. Yeah, giờ cô vừa về đến. No. Không có. Cô ấy không kết hôn với gã đó. Tất nhiên là con có cơ hội rồi. Con sẽ không bỏ cuộc, giống như ba đã dạy. Con cũng yêu ba. Hôm nay anh đến tìm tôi, suốt cuộc là muốn nói gì? Tôi biết anh và Bạch Cập sắp kết hôn. Hơn nữa sự nghiệp cũng phát triển thuận lợi. Thuận buồm xuôi gió nhỉ? Tôi thì thê thảm lắm. Mất cả tình lẫn tiền. Lúc trước là anh bỏ rơi hai mẹ con họ. Bây giờ anh than vãn với tôi làm gì? Nếu không phải anh bày mưu dụ dỗ Phó Tĩnh Chi, tôi sẽ thành ra như thế này sao? Chuyện này cũng là do anh đấy chứ. Nếu anh không mù quáng gì sắc đẹp, anh cũng sẽ không thành ra như vậy. Vì vậy tôi chịu thua. Nhưng bây giờ tôi không hề trắng tay. Tôi còn bạch qua. Mạch Đông, hai chúng ta đều là đàn ông. Anh đừng lấy con nít ra nói chuyện. Bạch Qua là con gái của anh, không có gì phải nghi ngờ. Cả thế giới đều thừa nhận. Nhưng quyền nuôi con là của Bạch Cập. Hôm qua như vậy, hôm nay như vậy, ngày mai vẫn như vậy. Tôi không cho phép anh trở về. Bạch Qua là điểm yếu của Bạch Cập. Dù tôi có thư kiện, Bạch Cập cũng sẽ không giao cho tôi. Chuyện này tôi rõ hơn anh. Suốt cuộc anh muốn gì chứ? Anh muốn tiền, tôi có tiền, anh cứ lấy. Anh đi nhanh đi, được không? Chu Cương Tùng, quan hệ giữa tôi và Bạch Cập, anh có muốn cũng không cắt được. Như vậy đi, anh cho bọn tôi về với nhau đi được không? Đánh đi, đánh, 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 đánh đi. Anh dám chạm vào tôi để xem anh giải thích thế nào với Bạch Cập và Bạch Qua. Giữa anh và tôi chắc chắn Bạch Cập sẽ chọn một người. Hôm nay tôi đến để báo cho anh, để anh chuẩn bị tinh thần. Phải, anh có tiền có quyền. Nhưng mà tôi mới là ba ruột của Bạch Qua. Tôi không đi. Nhân viên quản lý hồ sơ có gì phải bàn giao. Tiểu Đắc, cô nói cho anh ta đừng dùng trò cũ rích để khống chế tôi. Khóa USB cơ sở dữ liệu gì? Tôi không nhớ để ở đâu. Nếu tôi nhớ tôi sẽ báo cho cô. Cô tự đến lấy. Nhưng nhớ là tự mình đến lấy đấy. Tôi không muốn cãi nhau với ai kia. Không cần khuyên tôi không có giận. Shipper đến rồi. Anh lệch giờ không ngủ được. Mình ăn chung nhé. Có giận cũng phải ăn cơm chứ. Nhìn em kìa, tiều tụy quá đi.
Eh.